Ngồi lặng nhìn kia mây bay cuối trời, đã qua những đắng cay, bỗng nghe bình yên. Dạ, báo cáo anh. Công an huyện Vũng Liêm vừa bắt nghiệp vụ một đối tượng mang tiền án tiền sự tiêu thụ một số nữ trang tổng trị giá 5 lượng vàng mang nhãn hiệu Kim Báo. Hắn khai là do một người đàn ông nhờ hắn đi bán. Em quen thằng này khoảng 2-3 bữa ở quán nhậu. Nó nói tên là Đạo, thứ năm. Nó giận vợ nó, cậy tủ bỏ nhà đi. Nó ở đâu? Dạ, ở khách sạn. Nó cũng trên đường tới bệnh viện đa khoa. Xác minh đi. Rõ. Đã cử ai tới đó chưa? Nguyễn Tú và anh Lê Điền đã xuống đó. Hắn được sử dụng làm mồi nhử. Tú. Alo, tôi tới rồi nè. Ông ở đâu sao tôi không thấy? Ông quay ra đi, cảnh sát xung quanh đông nhiều lắm. Mãi gặp. Alo, alo, alo. Trời ơi, trời ơi. Dừng lại nha. Ê, đứng lại. Đứng lại. Nè, cô em, ăn miếng cam đi. Dạ. Sức khỏe sao rồi? Cũng không sao đâu anh. Tại cậu thiếu cảnh giác, bất kể cái gì cũng phải đề phòng nghe chưa. Dạ. Mà thằng này nó ghê thiệt. Em lao xe ra nó càng luôn. Mà anh có nghĩ nó là thằng Sách không? Thôi, cậu nên nhớ là từ nay làm việc phải cẩn thận hơn. Sức khỏe nó quan trọng lắm. Dạ. Nè, chút xíu nữa chú Khiêm lên thăm đó. Hả? Anh báo với chú ấy chi vậy? Thôi ăn miếng cam đi. Đó, mới nhắc đã tới rồi kìa. Chị. Sao rồi? Dạ chú. Sao rồi anh Hùng? Chào anh. Dạ. Em cố gắng mau bình phục để trở về với đội nghe. Dạ. Con không sao đâu.